Tiếng Anh Thương Mại English for Business Bài 6 gặp gỡ lần đầu Tiếp theo Lesson 6 First Contact Trần Hạnh và toàn bang tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương Mại do Sở Giáo dục Đa Văn Hóa dành cho người lớn gọi tắt là em biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu Qua loạt bài gồm 26 bài học này chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại phương Tây làm ăn phát đạt, để bạn có dịp giao tiếp với những người nói tiếng Anh. Trong bài năm, bạn đã học cách tự giới thiệu và đáp lời khi người khác tự giới thiệu. Bạn cũng đã tập diễn tả khi phải nhờ ai làm gì hay khi bạn mời mọc hay đề nghị giúp đỡ ai điều gì. Trong bài học hôm nay, bạn sẽ làm quen với những câu nói khi cần bày tỏ sự biểu đồng tình với người khác. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ học cách trả lời những câu lắc léo bắt đầu bằng Do you mind? Đồng thời, bạn cũng sẽ tập nói một số câu được sử dụng để kết thúc nói chuyện. Nhưng trước khi nghe tiếp bài hội thoại, chúng ta hãy nghe lại phần đầu của bài gặp gỡ lần đầu để xem bạn còn nhớ được bao nhiêu. Hi Victoria, where have you been? It's been really busy. I've been busy too, Harvey. My friend just got back from her trip. And she said she was sitting next to some tea farmers on the plane. Their names were Lian and Locke, and they specialize in white tea. You think it's Lian and Locke Lee? Yes, Harvey, the Silver Heaven people. If I, if we could get a contract with them, well, it would do a lot for my, for the company. They're here somewhere, but I can't find their stall. Well. Would you mind very much postponing your search while I have a break? Hmm, I haven't tried the far end yet. What a lovely spread! Would you like to try some? This gentleman will help you. See you, Harvey. Hello, are you interested in trying some tea? Yes, an orange pico, thank you. Of course. And you, sir? I think I'd like to sit down. Of course, here, have a seat. Mmm, this tea is interesting. Yes, um, it's from. Um, it's from the Fujian region of China. So you know a bit about teas. A bit. Let me introduce myself. I'm Harvey Jad. I'm the chief purchasing officer at Hale and Hearty. you can call me Harvey. Pleased to meet you, Harvey. I am Lien, and this is my husband, Locke. How do you do? I'm sorry, my English could be better. It sounds fine to me. Do you mind if I call you Locke? Not at all. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi bài số 6 qua đề tài gặp gỡ lần đầu. Mời bạn lắng nghe đoạn hội thoại sau đây bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. I see from your map that you also distribute in New Zealand. Theo bản đồ của ông thì tôi thấy là ông cũng phân phối hàng ở New Zealand. Yes, we are just starting to expand to New Zealand. Dạ vâng, chúng tôi cũng vừa mới mở rộng thị trường sang New Zealand. Good fishing in New Zealand. Câu cá ở New Zealand hay đấy. Oh, you like fishing, Fresh water? So do I. There are some great fishing spots around Sydney too. Oh, ông thích câu cá nước ngọt à? Tôi cũng vậy. Quanh Sydney đây cũng có vài điểm câu cá tuyệt lắm. Do you know a good place? Ông có biết nơi nào không? There's a place in the Blue Mountains, great for trout fishing. Uh, Blue Mountains có một nơi. Cô cá hồi ở đấy thích lắm À Vậy à Harvey đã vô cùng khôn khéo khi tỏ ra rất hứng thú và nhiệt tình với thú câu cá của Locke. Tìm những điểm tương đồng để tạo quan hệ gắn bó với người có triển vọng làm ăn chung là một yếu tố rất quan trọng. Nhưng trong xã hội phương Tây, người ta thường đi thẳng vào vấn đề làm ăn ngay sau khi được giới thiệu với đối tác. Tình bạn thường không được đặt nặng như quan hệ làm ăn. Do vậy, bạn cũng đừng lấy làm lạ khi thấy một người mới quen đề cập thẳng vào vấn đề làm ăn, trong lúc bạn vẫn chưa sẵn sàng. Đây chẳng qua là một sự khác biệt về văn hóa chứ không phải là một thói xấu. Cũng may Harvey là người giàu kinh nghiệm trong việc giao tiếp với người nước ngoài. Anh ta biết rằng gây dựng tình bạn trước khi bắt tay vào công cuộc làm ăn với nhau sẽ đem lại một quan hệ mật thiết hơn. Xin bạn để ý xem Harvey bày tỏ niềm hứng thú của anh như thế nào đối với thú tiêu khiển của Locke. Oh. You like fishing. Fresh water? So do I. There are some great fishing spots around Sydney too. Ta dùng so, to hoặc either để bày tỏ sự tán đồng. Ta dùng either hoặc neither khi tán đồng câu phủ định của người kia. Ví dụ, khi nghe ai đó nói I don't like smoking. Ta có thể tán đồng với câu Neither do I. Hoặc I don't either. Và nên nhớ các trợ động từ như do, can, am, vân vân, phải tương thích với nhau. Ví dụ, I can swim, so can I. I'm happy, so am I. Hãy lắng nghe những mẫu câu vừa kể bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. I don't eat meat. Tôi không ăn thịt. I don't either. Tôi cũng thế. I can't play tennis. Tôi không biết chơi quần vợt. Neither can I. Tôi cũng vậy. I'm really interested in Chinese literature. Tôi thực sự yêu thích văn học Trung Quốc. I am too. Tôi cũng thế. Bây giờ chúng ta thử tập nói xem sao. Mời bạn nghe và lặp lại. Oh, you like fishing. So do I. I can't eat chilies. Neither can I. I don't smoke. I don't either. I'm happy with the proposal. I am too. Bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Anh Thương mại của Đài Úc Châu. Bài 6 gặp gỡ lần đầu tiếp theo. Lesson six, First contact. Xin bạn lắng nghe những từ ngữ và mẫu câu mới trong khi tiếp tục theo dõi đoạn hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Harvey vừa trả lời những câu hỏi của Lian về công ty Helen and Hearty Foods và chúng ta nghe được hai bên chuyện trò ngay vào lúc Lian và Lock sắp rời khỏi gian hàng. I'm surprised you haven't got a store here. Tôi lấy làm lạ là bà không có gian trưng bày ở đây. Well, I wanted one, but my husband wants a holiday. Ừ thì tôi cũng muốn có một gian hàng đấy, thế nhưng ông nhà tôi chỉ muốn đi nghỉ thôi. And now, I think we'd better see the rest of the exhibition. Giờ thì có lẽ chúng tôi nên đi xem nốt cuộc triển lãm này. Well, it's been a pleasure to meet you. Can I give you my card? À vâng, Thật là hân hạnh được gặp bà. Cho tôi gửi bà tấm danh thiếp. Thank you. Cảm ơn ông. If you like, I can get you some information about those fishing tours. Nếu ông muốn, tôi có thể lấy một số thông tin về các tour du lịch câu cá cho. Thank you. That's very kind. Cảm ơn ông, thật là quý hóa quá. Would you mind if I called you at your hotel? Ông bà có phiền không nếu tôi gọi điện cho ông bà ở khách sạn? Not at all. We're staying at the Hotel Opal. Không hề gì. Chúng tôi ở khách sạn Opal. Harvey. Harvey ah. Victoria, you're back. Let me introduce you. This is Lien and Lock Lee, and this is Victoria Song. She's our public relations manager. Oh, Victoria, would you like to sit down? You look a little pale. Victoria quay lại rồi đấy à. Cho phép tôi giới thiệu cô nhé. Đây là bà Lian và ông Lockley. Còn đây là Victoria Song, giám đốc giao tế của chúng tôi. Ồ, sao thế Victoria? Cô muốn ngồi nghỉ không? Mặt cô trông hơi tái đấy. Bạn thử nghe xem tiếng động gì đây. Đó là tiếng Harvey đang ghi chép. Sau khi nâng Victoria dậy, anh ghi lại tên tuổi, chi tiết liên hệ tại khách sạn và mọi điều anh ta vừa biết được về Lian và Lockley, như tên con cái, các món ăn họ ưa thích cùng thú câu cá sông của Lock. Và hẳn là khi gặp lại đôi vợ chồng này, Harvey thế nào cũng sẽ tìm cách đề cập tới những chi tiết ấy, sao cho thật tự nhiên trong khi chuyện trò với họ. Người ta thường hay lấy làm cảm kích khi có người tỏ ra quan tâm tới những chi tiết về bản thân mình cuộc trò chuyện giữa Harvey, Leon và Locke diễn ra khá thong thả. Nếu cả hai bên đều vội vã thì câu chuyện ác hẳn sẽ cô động hơn. Leon và Locke sẽ ở chơi trong hai tuần. Chính vì vậy, Harvey biết là anh có đủ thời gian để thành hình mối quan hệ với họ. Tất nhiên không phải lúc nào bạn cũng có thời gian như vậy, nhất là khi bạn và công ty kia không ở cùng thành phố hay cùng quốc gia. Sắp tới đây sẽ có một bài học hướng dẫn cho bạn biết cách mở đầu một cuộc bàn luận làm ăn khi đôi bên chỉ có một ít thời gian để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Hãy xem Lian đáp lại câu hỏi của Harvey như thế nào. Would you mind if I called you at your hotel? Ông bà có phiền không nếu tôi gọi điện cho ông bà ở khách sạn? Not at all. We're staying at the Hotel Opal. Không hề gì, chúng tôi ở khách sạn Opal. Thoạt nghe thì có vẻ như Lian không muốn Harvey gọi tìm mình ở khách sạn vì câu trả lời not at all. Nghe như là một lời phủ định, nhưng thực ra Lian trả lời câu hỏi do you mind của Harvey. Bà ta nói là không, bà sẽ không cảm thấy phiền chút nào nếu Harvey gọi điện thoại cho bà ở khách sạn. Còn trong trường hợp Harvey chỉ hỏi một cách đơn giản, can I call you at your hotel? Tôi gọi cho bà ở khách sạn được không? Thì Lian sẽ trả lời bằng một câu xác định như yes sure. Vâng, được chứ. Câu hỏi do you mind dễ gây hiểu lầm vì câu trả lời xác định, nhưng nghe như thể là một câu phủ định. Để tránh gây hiểu lầm khi muốn trả lời xác định cho câu hỏi thuộc dạng này, bạn chỉ việc đáp lại, that's fine. Dạ được. Còn nếu bạn muốn đưa ra một câu trả lời phủ định, bạn có thể nói, I'd rather not if that's okay. Tôi không muốn như vậy nếu anh không phiền. Hay I'd rather not. Tôi không muốn như vậy. Xin bạn lắng nghe rồi lặp lại những câu trả lời cho những câu hỏi sau đây. Do you mind if I call you Charlie? Not at all. Do you mind if we work back until eight? I'd rather not, if that's okay. Do you mind if we walk to the office? That's fine. Vậy Harvey nói như thế nào khi anh chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện với Lian và Lock? Xin bạn nghe lại câu sau đây. Well, it's been a pleasure to meet you. Can I give you my card? À vâng, thật là hân hạnh được gặp bà. Cho tôi gửi bà tấm danh thiếp. Bài học hôm nay còn một điểm văn hóa lý thú khác cần được đề cập ở đây. Khi Harvey đưa danh thiếp của mình cho Lian, anh không ngờ bà ấy lại xem nó ngay lập tức Harvey có thể còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Lian đọc kỹ tấm danh thiếp của anh trước khi cất đi. Xin đừng lấy làm lạ hay cảm thấy phật ý khi đối tác phương Tây của bạn không biết phép xã giao. Đối với người phương Tây, cất danh thiếp người khác vào túi mà không liếc mắt nhìn sơ, không bị coi là một hành động khiếm nhã. Bây giờ xin bạn chú ý thêm về vấn đề ngôn ngữ sau đây. Khi mới gặp ai lần đầu trước khi chia tay, bạn nên nói It's been a pleasure meeting you, hoặc It was nice meeting you. Hay chỉ nói vắng tắt, nice to meet you. Cả ba câu đều có nghĩa là hân hạnh được gặp ông. Bây giờ, trước khi kết thúc bài học, xin bạn tập nói các câu vừa rồi, cũng như những câu quan trọng khác trong bài học hôm nay. Mời bạn lắng nghe và lặp lại. It's been a pleasure meeting you. Nice to meet you. Can I give you my card? Oh, you like fishing? So do I. I don't smoke. I don't either. Và trước khi chia tay, xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập, với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. I can't eat fish. Neither can I. But I like fishing. So do I. I can't eat fish. Neither can I. But I like fishing. So do I. Tân hành mong gặp lại bạn trong bài 7 qua chủ đề xúc tiến quan hệ.